Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đang nghe đến đoạn Lão Sư Tổ trong chùa Quan Âm Thuyền Viện biết đường tăng có tấm áo cả xa quý vì lòng tham của đã khiến y phất cả luật Phật đồng ý giết hai thầy trò đường tăng để chiếm lấy độ Phật quý đó. Nhưng có mặt tay sư tiểu lại bày cách không nên động đao gươm Lão sư tổ vội hỏi Con ta có cao kiến gì hơn vậy? Sư tiểu quảng miêu nói Theo cách của con Bây giờ nên tụ tập hết thầy sư lớn sư nhỏ Ở các phòng bên đông sơn Mỗi người một bó quỷ nỏ Đem chất quanh ba gian chùa đằng trước Rồi cho châm lửa lên Hừ, Bọn kia muốn chạy Cũng không có lối thoát Như thế là những nhà ở trước Và sau núi đều chung thấy sẽ nhầm tưởng là hai lão sư không cẩn thận để lửa cháy hết chùa của ta. Hai lão sư kia ắt bị cháy thành ra giò mà ta lại ché nước mắt thiên hạ. Vậy cả xa chẳng trở thành vật báo gia truyền của ta ư? Bọn Bọn sư nghe xong, ai nấy đều thích chí và cùng khen. Giỏi, giỏi đấy, kế này quá là hay hơn. Xong, lão sư tổ bèn sai sửa các phòng vác củi lại. Trong chùa có bảy tám mươi phòng Sư lớn sư nhỏ có những hai trăm người Cứ mỗi người một bó củi Vác đến chất kín hết đằng sau và đằng trước chung quanh nhà của đường tăng nằm nghỉ Xong đâu đấy chỉ đợi châm lửa Ngờ đâu chính cái kế đó Lại làm cho lão sư tổ khọng Chầu tiên sớm Chùa quan âm thuyền viện Chốc ra trò Lúc đó tam tạng đã ngủ yên nhưng hành giả tuy nằm ngủ đấy nhưng vẫn để ý luyện khí mơ mơ màng màng mà mắt vẫn tỉnh chợt nghe thấy tiếng chân người sột soạt chạy ra chạy lại ở bên ngoài và thấy tiếng xiếc củi rào rào như gió trong lòng đâm nhà sinh nghi hoặc đêm khuya canh vắng làm sao lại có tiếng chân người đi lại hay là trộm cướp định đến miếu hại ta chăng hành giả vùng dậy định mở cửa đi ra lại sợ đánh thức tam tạng nằm ở bên cạnh liền hóa phép dùng mình một cái biến ra một con ong mật hành giả thấy các sư ôm rơm khuôn củi đã chất kín xung quanh chùa sắp sửa châm lửa hành giả liền cười thầm <cười> quả đúng như lời sư phụ đã nói chúng nó định hại thầy cho ta để mưu lấy tấm áo cà ra đây <laughs> lão tôn đi chỉ cần liên nhẹ cái thiết bổng cái là chúng hết đời nhưng sợ sư phụ lại của ta là hành hung Thôi được thôi được Ta sẽ cho nó một vố tương kế tiểu kế Cho bọn này chết một thế Hành giả bèn nhào một cái Đã tới cửa trời nam Làm cho mấy ông bàng lưu cầu tất nghiêng mình Mã chịu ôn quan cúi dạp xuống Hóng rồi không rồi Ông mãnh đại não thiên cung lại tới rồi Hành giả xua tay Liệt vị miễn lễ Đừng sợ tôi đến tìm quảng mục thiên vương đây nói chưa dứt lời lại gặp ngay quảng mục thiên vương đã ra đón tiếp hành giả đã lâu không gặp đại thánh dạo nọ có nghe nói quan âm bồ tát lên cầu ngọc hoàng xin mượn tứ trực công tào lục đinh lục giáp cùng ít đế bảo hộ đường tăng sang tây thiên lễ phật cầu kinh và nói là người đã làm đồ Để cho vị sư ấy rồi sao hôm nay lại còn lên đấy Xin hãy khoan nói chuyện đó Nay sư phụ ta qua đường gặp bọn người xấu Mưu toàn châm lửa đốt người Sự thế rất là khẩn cấp Tôi mới phải đến mượn ngài cái túi tránh lửa để cứu sư phụ Ngài mang mau ra đây cho tôi dùng xong lập tức trả lại Người nhầm rồi Đã là bọn xấu đốt lửa Chỉ nên dưới nước mà cứu người cớ Cứ sao lại còn mượn túi tránh lửa của ta làm gì Người biết đâu lắt léo ở bên trong đem nước cứu chữa không cháy lên được thì lại chúng phải kế của nó cứ cho tôi mượn cái túi chùm kín cho đường tăng vô sự còn mặc kệ chúng nó cho chúng nó chết cháy một mẹ mau lên mau lên chớ để lỡ việc ở dưới đấy người lại vẫn nổi lòng bất lương như thế chỉ cốt lấy mình không nghĩ đến ai cả mau mau lên mau lên đừng có mua mép nữa hỏng hết việc rồi Thiên vương không dám từ chối nữa, bèn lấy túi ra đưa cho hành giả. Hành giả từ trên mây bước xuống nóc chùa, đem túi chùm lấy đường tăng và con ngựa trắng cùng hành lý. Xong đâu đấy lại quay về đến đầu phòng phương trượng của sư tổ, ngồi xuống rình và bảo vệ tấm áo cà sa. Khi thấy bọn sư châm lửa, hành giả quay mình đọc thần chúa bắt quyết, trông về phía bắc, hớp một hơi, thổi ra một trận gió to thổi lửa bốc cháy lên ngun ngút, lửa to quá chỉ thấy khói đen mù mịt, chẳng còn nhìn thấy một ngôi sao đâu nữa. Ngọn lửa đỏ ngòm ngòm cả một vùng đất đỏ rực. Lúc đầu như con rắn vàng, càng về sau càng giống con rồng lửa. gió theo lửa thổi mạnh, lửa dựa gió tung lên, đốt cho Phật ngự tại tòa sen không lối chạy, sư trong phòng tính hết đường ra thật là đốm lửa tí ti đốt trụi cả muôn khoảnh ruộng. Chỉ trong giây phút, cả một tòa quan âm viện chỗ nào cũng cháy đỏ rực ra. Bây giờ, các sư vác đồ đạc, khuân ghế sách nổi, kêu làng kêu nước, chạy lính tinh beng trong khắp chùa. Tôn hành giả lại đem túi tránh lửa, chùm lên mặt trước của nhà chùa, còn chính mình lại bảo vệ phía sau chùa, tức là chỗ để áo cả xa. Còn các nơi khác lần lượt từ sau đến trước bén cháy hết. Thật không ngờ lúc lửa bốc cháy lên đã đánh động đến một con yêu quái trong núi. Cách Quan Âm viện chừng 20 dặm về phía nam có một ngọn núi Hắc Phong trong núi có động Hắc Phong. Trong động có một yêu tinh đang vươn mình trong giấc, thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ tưởng là trời đã sáng rồi liền thức dậy. Nhìn về phía chính bắc thấy lửa cháy sáng rực, yêu tinh rất sợ ôi, hẳn là quan âm viện bị cháy rồi. bọn sư không cẩn thận để xảy ra hỏa hoạn, ta phải đến cứu chữa giúp họ. Yêu tinh liền bay lên cưỡi mây đến chỗ khói lửa. quá nhiên thấy lửa bốc dập trời. nhà cửa mặt trước không bị sao cả, còn hai bên hành lang lửa đang bén lên. nó dạo bước đi vào, đương lúc hò hét lấy nước, thấy nhà sau không bị cháy. trên nóc nhà có một người đương đứng thổi gió. Yêu tình thấy vậy đi luôn vào trong nhà Nhìn thấy gian giữa có hào quang phóng ra Trên bàn có một cái khăn gói bằng chiên xanh Nó cởi ra xem Thấy một tấm áo cà sa bằng ngấm Biết đó là một vật rất quý của nhà Phật Thấy của tối mắt Nó chẳng chữa cháy mà cũng không gào lấy được nữa Nẫng luôn tấm cà sa chạy vội như đánh cướp Cưỡi mây bay thẳng về hang núi trận hỏa hoạn này cháy đến canh năm mãi trời sáng mới tắt. Các sư trần trụi khóc lóc, chạy cả đến đống cho tàn tìm đồng sắt bới than vụn nhặt vàng bạc. Có kẻ đứng bên vách đổ gánh cỏ lợp nhà, còn người thì đứng trước tường trơ đánh nồi làm bữa. Kêu oan kêu khổ, âm ý xôn xao lại nói đến hành giả rút túi tránh lửa về luận nhau một cái đến cửa trời nam đem trả quảng mục thiên vương cảm ơn đã cho mượn cảm ơn cảm ơn đại thánh rất thật thà tôi chỉ lo người không trả lại bảo bối còn biết đâu mà tìm lão tôn có phải là người lừa dối đâu thế mới làm mượn rồi lại trả dễ cho bận sau xa cách đã lâu mời người vào trong cùng nói chuyện một lúc Người nghĩ thế nào? Lão Tôn không được như xưa ngồi tán chuyện mục ghế ra đâu. Bây giờ đi bảo hộ đường tăng chẳng được lúc nào dỗi cả. Xin để lần sau. Nói xong liền từ biệt thiên vương. Lúc đó mặt trời đã mọc. Hành giả vội vàng đi vào ngăn giữa nhà trước. Dùng mình một cái biến thành con ong bay vào. Rồi hiện lại nguyên hình. Đứng nhìn. Thấy sư phụ vẫn ngủ. Hành giả gọi. Sư phụ dậy đi thôi, trời sáng rồi. Tam tạng mới tỉnh giấc, vươn mình ngồi dậy. Tam tạng mặc xong quần áo mở cửa đi ra. Chợt ngứng đầu chỉ nhìn thấy vách đổ tường siêu, chẳng còn thấy đền đài điện các đâu cả. Ngạc nhiên nói, à, di đà Phật, sao đền đài đâu cả, chỉ có chờ ra tường không thế kia. Sư phụ hãy còn mê ngủ hay sao? Đêm qua cháy chùa đấy. Sao ta lại chẳng thấy gì? Đấy là lão tôn bảo hộ thầy. Thấy thầy ngủ say không dám khô dậy. Còn đã có phép giữ được nhà chùa này. Sao không đi giữ những nhà khác khỏi bị cháy? Xin nói để thầy rõ. Quả đúng như lời người nói hôm qua họ thích tấm áo cà sao của thầy nên lập mưu đốt chết thầy cho ta. Nếu lão tôn không biết, bây giờ xương đã ra cho cả rồi. Tam tặng nghe nói sợ hãi hỏi. Sao chính bọn họ đốt à? Chẳng họ thì còn ai vào đây nữa? Ừ. Hay là tại thấy họ khinh thường con mà con làm ra thế? lão tuân đâu lại là người hèn hạ làm điều bất lương như thế thực là chính tay họ đốt lão tuân thấy lòng họ độc ác quá không đi chữa cháy chỉ có sơ sơ thêm cho họ một luồng gió thôi mà trời ơi là trời lửa cháy phải lấy nước cứu giúp người ta chứ sao còn thổi thêm gió vào Sư phụ không thấy người xưa có câu Người không hại hổ, hổ chẳng hại người Giá họ không đốt lửa Thì con thối gió vào làm gì? À này, cà xa ở đâu? Hay là cháy mất rồi? Không việc gì, không việc gì Cà xa vẫn để ở nhà phương trượng sau chùa không bị cháy Tam tặng tức giận Mặc nhà người đó nếu hư hỏng ta sẽ niệm thần chú người sẽ bỏ đời ấy xin sư phụ đừng đọc đừng đọc con đi tìm áo cà sa về trả rồi thầy cho ta lên đường tam tạng liền dắt ngựa đi tới hành giả gánh hành lý ra khỏi cửa thẳng đến phương trượng nhà phía sau bọn sư đường than khóc chợt nhìn thấy thầy trò tam tạng dắt ngựa quẩy hành lý tới cả bọn sư lớn sư nhỏ đều hết vía kinh hồn Oán hồn đôi bạn đã tới rồi kia kia. hồn ma với chẳng hồn ma, mau đem chẳng ngay áo cà sa cho ta. Các sư quỳ hết cả xuống một gục đầu. Thưa hai thầy, oan có oan già, nợ có chủ nợ. Có cần đòi mạng thì chúng tôi không dính dáng gì hết. Chỉ tại chủ Quảng Miêu và lão sư tổ bàn Miêu tính kế hại người đấy xin đừng bắt chúng tôi đến mang à. Chúng mày là một lũ súc sinh chó chết, ai đòi mạng mà chúng mày làm gì? Chỉ cần đem cà xa trả cho thầy cho ta để lên đường là xong. Trong bọn có một vài sư bạo dạn nói. Lão sư chư vị đã bị thiêu chết ở trong thuyền đường nhà phía trước. Giờ lại đến đòi cà xa, vậy đây là người hay là ma? <laughs> Cái lũ nghiệt xúc sinh này Ở đấy làm gì bị cháy Các ngươi đi xem lại mặt trước thuyền đường rồi Sẽ lại đây nói chuyện sau Các sư lóp ngóp đứng dậy Đi ra đằng trước xem xét Thấy từ cánh cửa ngăn ngoài thuyền đường trở ra Không hề bị cháy chút nào cả Mọi người sợ quá Biết chắc tam tạng là bậc thánh Mà hành giả là người hộ pháp liền chạy cả lên quỳ lại chúng còn có mắt như mù, không biết là thánh nhân xuống hạ giới cả xa của người ở chỗ sư tổ tại phương trượng phía sau ạ à. tam tặng đi qua năm bảy bức tường đổ vách siêu cứ thở dài ca thán thấy nhà phương trượng quả nhiên không bị cháy các sư đi vào trong gọi sư tổ ơi đừng tăng là bậc Thánh thần, không bị chết cháy, bây giờ chỉ thấy hại đến nhà mình. Màu mang mà ngày áo cà xa đem trả lại để người lên đường. Lão sư tổ đã không thấy áo cà xa, nhà cửa trong chùa lại bị cháy. Đường lúc buồn bực, lại nghe nói như thế, biết trả lời thế nào đây. Nghĩ đi nghĩ lại, không còn lối thoát nữa. Liền khom lưng dảo bước, đập mạnh đầu vào tường, tự kiết liễu đời sư giả. Thấy vậy các sư hoảng hốt khóc than Sư tổ đập đầu vào tường chết rồi Cả xa lại không thấy biết làm thế nào Chúng bay là một phương trộm cướp Hãy ra cả đây khai rõ tên tuổi Để lão tuân cha xét từng đứa Viện chủ các phòng trên phòng dưới Khai hết tên tuổi các sư trong chùa Viết thành hai tờ Cộng là 230 tên Hành giả mời tam tạng ngồi lên trên, Gọi từng tên ra kiểm tra mặt từng đứa, bắt phải cởi hết áo ra, tra xét kỹ càng, đều không thấy cả xa đâu cả. Lại bắt khiêng hết các hòm xỉm trong các phòng ra, từ đầu đến cuối tìm lục thật kỹ, cũng chẳng thấy tâm tích gì. Tam tạng trong lòng buồn bực tức giận hành giả không để đâu hết, ngồi ở bên trên đọc ngay thần chú, hành giả ngã lăn ra, ôm đầu không ta nào chịu nổi. Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa Để tôi đi tìm ca xa về trả Các sư thấy vậy Tất tất đều sợ hãi nem nép Bước lên quỳ xuống van xin Tam tạng mới ngừng miệng không đọc thần chú nữa Hành giả đứng phát lên giơ gậy sắt trong tay ra toàn đánh vào bọn sư Tam tạng ngăn lại quát mắng Và bắt hành giả đi tìm lại một lượt cho kỹ Các sư quỳ cả xuống Lễ bái kêu van đường tăng Hành giả tức giận, đi vào trong nhà phương trượng lôi phát sắc tên sư tổ ra ngoài lột quần áo ra, ra khám xét thật kỹ nhưng không thấy cả sa đâu cả hành giả lại đào đất trong phương trượng sâu ba thước cũng không thấy tâm tích hành giả ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi chỗ các ngươi đây có yêu quái nào thành tính không sau khi được các sư cho biết về phía đông nam có con yêu tinh hắc đại vương ở trong động hắc phong hành giả định lần đến tìm ngay thế vậy tam tạng liền bảo con đi rồi thì thầy trông cậy vào ai cái đó không lo gì đã có thần linh bảo hộ ngầm cho sư phụ rồi ở đây con sẽ gọi thêm mấy sư đến hầu hạ sư phụ nói xong liền gọi mấy sư đến dặn các người mau đem chôn lão chết này đi cho mấy người hầu hạ sư phụ ta cho chu đáo và trông nó ngựa trắng của ta cho cẩn thận rồi lấy cần thiết bổng ra đánh vào tường gạch bị thiêu đến chát một cái tường nát nha như cám các sư trung thấy sợ rún cả người lên và cúi đầu lạy van xin lão gia cứ yên tâm mà đi chúng con xin hết lòng hết sức cung phụng ngài đường tăng không dám trễ nài ngay sau đó hành giả cưỡi mây đi đến núi hắc phong tìm áo cà sa Đi lần này chưa biết có lấy được áo cà sa về hay không. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Tiếp buổi sau.